Chào các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn cái bài toán sau. Cho cái bậc phương trình căn x cộng với căn của 2 trừ x nhọn bằng m. Tìm m để bậc phương trình a có nghiệm b nghiệm đúng với mọi x thuộc đoạn 0 đến 2. Thế thì hướng tiếp cận bài toán này là gì? Thì rõ ràng nếu chúng ta giải theo phương pháp mà bình thường thì rất khó khăn, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang việc xét hàm số, lập bảng biến thiên hàm số f(x) ở vị trại. Khi sẽ cho lời giải, việc thực hiện sẽ đơn giản hơn. Bài giải như sau các bạn. Ở đây ta thấy rằng là hàm số xác định, tức là điều kiện xác định đấy, thì x sẽ lớn bằng 0, phương trình xác định nhỏ hơn bằng 2. Bây giờ các em xét cái hàm số f(x) bằng căn x cộng cho căn của 2 trừ x bây giờ chúng ta xét đạo hàm f(x) căn x đạo hàm sẽ là 1 trên 2 căn x cộng với căn của 2 trừ x đạo hàm là trừ 1 trên 2 căn x căn của 2 trừ x. Đấy, rồi các bạn cho đạo hàm bằng 0, tìm nghiệm đạo hàm trên khoảng 0 đến 2. Đạo hàm bằng 0 thì hai cái phân số nó bằng nhau, và từ đây các bạn sẽ có là từ đây sẽ có f' bằng 0, f(x) bằng 0. Các bạn hãy giải ra và tìm được x bằng 1, x bằng 2 trừ x bằng 1. Thì đó đang sẽ thuộc vào khoảng 0 đến 2. Đây các bạn nhé. Và từ đây các bạn lập bảng biến thiên. Đây là f(x) f(x) ta chỉ xét trên đoạn 0 đến 2. Tại 0 và 2 đạo hàm cũng xác định, bỏ đi. Đạo hàm bằng 0 tại x bằng 1, đây đạo hàm bằng 0. Dấu đạo hàm thì rõ ràng là dấu của các bạn biểu thức này. Ở đây mẫu số chung là 2 nhân với căn x nhân căn x, căn của 2 trừ x. Đây. Ở đây thay vào các bạn, ở
thì thấy sẽ bằng 1,5 vào đây. Thì 1 trên 2 căn của 1,5 thì trừ 1 trên 2 căn của 0,5. Vậy thì phân số trước nhỏ hơn phân số sau nên đây là âm. Đây là dương. Vậy đã có hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. Tại 0 thay vào là căn 2. Tại 2 thay vào là 0 là căn 2. Giá trị hàm số vẫn nhé. Tại 1 thay vào đấy là 2. Đấy. Thì cái giá trị 2 này chính là max. Giá trị căn 2 là min. Đấy. Bây giờ chúng ta phiên dịch bài toán để có nghiệm cái bật phương trình này, đây là f(x) nhỏ bằng m có nghiệm, chỉ cần em m này lớn cái mít, lớn bằng cái mít. Đấy. Bạn nhá. Vậy câu A. Vậy câu A điều kiện bài toán là gì? Đó là M để có nghiệm. Là M phải lớn bằng cái mít. Cái min của cái hàm số f(x) này trên đoạn 0,2. Tức là cái này sẽ tương đương với M sẽ lớn bằng căn 2. Đấy. Còn đối với câu B, để nghiệm đúng bật phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc đoạn 0,2 thì M này muốn lớn phải lớn hơn f(x) với mọi x thuộc đoạn 0,2 thì M phải lớn cái max. Là câu B là điều kiện là M sẽ phải lớn bằng max, tức là M sẽ lớn bằng 2. Đấy các bạn nhé. Đây một bài toán là có vấn đề, những bạn học sinh học trung bình chứ có năng lực suy luận chuyển hóa bài toán thì nó ra là rất gặp rất nhiều khó khăn, nhưng một số bạn biết cách chuyển hóa biến đổi bài toán. Thực chất bài toán này chuyển về tìm max và min của các hàm số một biến các bạn nhé. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ đăng ký kênh để cập nhật các bài học mới nhất. Đăng ký kênh các bạn nhé. Bạn mới giỏi toán thì bạn phải đi vào những bài toán lạ, đọc những bài toán lạ, giải quyết những bài toán lạ để tạo ra những cái tư duy đột phá trên nền tảng những cái tư vững chắc của kiến thức các bạn nhé. Bài này cái tư duy những bạn mà nếu giải bình thường mà mình giải những bài toán sách giáo khoa thì rõ ràng là nó rất lạ. Vậy thì phải có cái sự chuyển hóa tư duy, phải đi vào những bài toán lạ như thế này. Tuy rằng nó cũng quá khó nhưng mới phát triển được cái năng lực tư duy đặc biệt, tư duy đột phá các bạn nhé. Cuối cùng chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong dịp gần nhất.